Trong bài này chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem những hình gốc. Các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái lọ bị bể như thế này và một cái anh chàng đầu trọc cùng với một cái background. Chúng ta sẽ sử dụng một cái map tường thế này và chúng ta sẽ xử lý, chúng ta làm hiệu ứng cho nó trở nên một cái bức ảnh thú vị như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ mở cái bức ảnh gốc lên. Chúng ta có một cái bức ảnh gốc như thế này. Các bạn thấy đây là một cái bức ảnh gốc. Bây giờ các bạn có thể cân chỉnh lại cho nó đều thì chúng ta có thể sử dụng crop, chúng ta crop C và chúng ta có thể di chuyển vào trong để cho cái bức ảnh nó cân xứng lên một chút xíu. Enter. Ok. Bây giờ công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ tách cái ảnh này ra khỏi cái nền để chúng ta có thể thay thế một cái nền khác vào. Thì để làm cái điều này chúng ta phải lựa chọn công cụ lựa chọn để chúng ta lựa chọn làm sao chúng ta có thể tách cái anh chàng này ra. Thì các bạn có những công cụ lựa chọn, chúng ta có thể sử dụng phím tắt là W. Các bạn thấy nó sẽ chọn những cái công cụ ở đây cho chúng ta. Ở đây chúng ta có công chọn là With Select Tool và Magic Tool. Thì cái Magic Tool này chúng ta chọn vào trong cái vị trí nào thì nó sẽ tự động xác nhận những cái pixel giống nhau, nó sẽ lựa chọn cho chúng ta. Còn nếu các bạn chọn cái công cụ là With Select Tool, chúng ta Ctrl D thì chúng ta bỏ chọn. Các bạn chọn công cụ là With Selection thì chúng ta zoom lớn cái con chỏ lên. Các bạn có thể zoom lớn bằng cách chúng ta nhấn cái dấu móc trên bàn phím rồi zoom lớn chỏ lên. Thì các bạn rê chuột tới đâu thì nó cũng sẽ nhận những cái pixel giống nhau cho chúng ta. Các bạn thấy rê chuột như thế này. Bây giờ nó lấn vào phía màu trắng ở đây, chúng ta có thể trừ nó ra. Nhấn Ctrl+S và chúng ta trừ ra. Các bạn thấy trừ ra như thế này. Chúng ta sẽ trừ ra thế này. Ok. Bây giờ nó đang chọn cái vùng ngoài của anh chàng này. Chúng ta sẽ cộng nó lại một chút xíu nữa. Làm cho nhỏ con chỏ lại như thế này. Trừ ra một chút xíu. Cái biên của cái áo này nằm phía trên thì chúng ta sẽ cộng thêm một chút xíu. Bằng cách là chúng ta sẽ trừ cái phần này ra. Ctrl+S chúng ta trừ ra một chút xíu như thế này. Nhớ kèm Ctrl+S trừ ra một khoảng thế này. Ok, tương đối như thế này. Chúng ta sẽ còn hiệu chỉnh lại sau. Bây giờ các bạn thấy chúng ta đang chọn cái vùng ngoài. Thì để chọn ngược lại thì các bạn nhấn phím tắt là Ctrl Shift Y, nghịch đảo vùng chọn lại. Các bạn thấy chúng ta đã có nghịch đảo vùng chọn lại như thế này. Bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ Refine S, tức là chúng ta sẽ hiệu chỉnh là những cái cạnh. Từ khi chúng ta chọn như thế này thì cái cạnh nó chưa có được sắc nét lắm. Các bạn chọn là Refine S thì các bạn thấy chúng ta sẽ có các bảng hiệu chỉnh để chúng ta chọn. Các bạn thấy khi mà chúng ta cho cái nền background của nó màu đen thì nó sẽ lộ lên những cái phần trắng như thế này, những cái phần mà nó không được như mong muốn. Các bạn thấy bây giờ ở đây chúng ta có những cái lựa chọn view trong cái view mode này. Thứ nhất là chúng ta có những cái lựa chọn chẳng hạn là cái on black, tức là cái background nó màu đen. Chúng ta chọn là on white thì cái background nó màu trắng. Chúng ta nên chọn cái on black để chúng ta có thể xử lý những cái vùng lỗi ở những cái vùng biên thế này thì chúng ta dễ chúng ta thấy hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hiệu chỉnh. Ở đây trong cái Adjust app chúng ta hiệu chỉnh những cạnh biên, cái biên của cái đối tượng này. Thì các bạn có thể thấy chúng ta tăng cái mood lên chút xíu, nó sẽ thay đổi cái biên cho chúng ta. Tăng feather lên, các bạn thấy. Tăng contrast lên, các bạn thấy. Và shift app này chúng ta giảm lên chút xíu, nó sẽ cắt vào bên trong một xíu thế này. Tăng cái mood lên để cho nó mạnh lên, feather. Thì chúng ta thấy hiệu chỉnh làm sao mà chúng ta cho nó thấy ok nhất. Các bạn thấy cũng tương đối là ok. Chúng ta xem lại những cạnh biên thế này cũng tương đối rất ok. Thì các bạn có thể lựa chọn nhanh. Bây giờ sau khi đã hiệu chỉnh xong thì chúng ta sẽ xuất ra một cái layer mask. Cái layer mask này rất là hay. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tìm hiểu cái layer mask để sau này nếu mà chúng ta có áp dụng những cái tác phẩm khác, chúng ta sẽ áp dụng một cách nhanh chóng hơn. Bây giờ chúng ta đang hiệu chỉnh lên cái vùng chọn. Thì các bạn thấy cái Auto chúng ta đang để chế độ là Selection. Ví dụ chúng ta ok thì chúng ta sẽ lựa chọn cái vùng chọn đó. Còn nếu chúng ta ở đây chúng ta có những cái lựa chọn Layer Mask hay là New Layer. Nếu chúng ta chọn là New Layer, chúng ta kích ok thì nó sẽ nhân ra thêm một cái layer và chứa cái vùng chọn đó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là Layer Mask, chúng ta sẽ tìm hiểu về Layer Mask. Chúng ta kích vào OK.
thì các bạn thấy nó sẽ có một cái layer mask như thế này cho chúng ta. Thì các bạn thấy việc mà chúng ta sử dụng layer mask nó rất là hiệu quả, rất là hay ở chỗ là khi mà chúng ta sử dụng layer mask, chúng ta có thể lấy lại cái phần mà chúng ta xóa đi. Tôi lấy ví dụ, khi mà chúng ta sử dụng layer mask như thế này, chúng ta muốn xóa một phần của cái mặt, cái gương mặt của chàng trai này, thì chúng ta sẽ chọn layer mask, chúng ta xóa thì nó sẽ tác động lên cái layer mask này. Còn đây là cái layer gốc, đây là layer mask. Tôi lấy ví dụ, để làm cái điều đó thì các bạn phải chọn cái lệnh brush, thì có phím tắt là B. Thì đây là cái lệnh brush đây. Thì với cái màu sắc là màu đen ở trên, thì khi mà chúng ta brush nó, các bạn thấy nó sẽ xóa như thế này cho chúng ta, và nó sẽ xóa trên cái layer mask này, tức là nó không ảnh hưởng tới layer gốc. Chúng ta muốn lấy lại thì chúng ta sẽ chuyển đổi lại cái màu trắng lên trên bằng cách là nhấn phím tắt là X, và chúng ta có thể lấy lại. Các bạn thấy đây là công dụng rất hay của layer mask. Các bạn thấy ok. Ở những bước tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã có một cái background được tách ra thế này, chúng ta sẽ open một cái hình nền để chúng ta đưa vào trong đây. Thì chúng ta kích vào open và chúng ta sẽ đưa một cái nền của cái tường. Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V. Chúng ta kéo cái layer này xuống. Chúng ta sẽ có thể zoom nhỏ nó lại như thế này, hoặc lớn lên chút xíu cũng được. Enter. Và chúng ta có thể hiệu chỉnh cái màu sắc này lại chút xíu. Ctrl M. Vào trong image adjustment curve, chúng ta cho cái nền nó tối lại chút xíu như thế này. Ok. Giờ các bạn thấy khi mà chúng ta cho cái nền phía sau, nó sẽ lộ ra những cái phần. Những phần này bây giờ chúng ta muốn tiếp tục, chúng ta bỏ cái phần này đi. Chúng ta sẽ thao tác trên cái layer mask này. Thì bây giờ các bạn có thể sử dụng cái brush, nhấn B, phím tắt là brush, và chúng ta có thể, các bạn thấy khi mà chúng ta cho cái nền màu trắng phía trên thì chúng ta quét nó sẽ là cái nền màu trắng như thế này. Còn nếu các bạn nghịch đảo lại cho cái màu đen lên trên, tức là chúng ta sẽ xóa cái phần mask này đi. Các bạn thấy ở đây nó có hai cái âm bản là cái màu đen và màu trắng. Nếu các bạn chọn cái màu đen phía trên, tức là chúng ta tô tiếp cái màu đen cho nó, tức là nó sẽ xóa đi phần màu trắng. Chúng ta đu lại, chúng ta sẽ xóa đi cái phần màu trắng như thế này. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại một số. Các bạn thấy cái background của nó khi mà hiện lên thì nó sẽ lộ những phần trắng như thế này. Xóa bỏ như thế này. Các bạn có thể cho cái phong trỏ của cái nút red này nó nhỏ lại bằng cách kích chuột phải. Chúng ta có thể giảm cái size lại, nhỏ lại để chúng ta có thể điều chỉnh những cái chi tiết ở phía bên trong như thế này. Ở đây cũng vậy, có thể xóa bỏ đi. Nhớ là với cái màu sắc màu đen ở phía trên thì chúng ta sử dụng red, chúng ta có thể xóa được cái phần mask. Còn nếu mà là màu trắng thì chúng ta sẽ tô lại cái màu trắng cho cái red đó. Ok, ta có thể xử lý ở đây lại một chút xíu. Ok, bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xử lý tẩy mụn cho cái anh chàng này. Thì để xóa mụn đi thì chúng ta có thể vào một công cụ rất hiệu quả, đó là công cụ Spot Healing Brush, hay là chúng ta chọn là Spot Tool cũng được. Bây giờ chúng ta kích chọn cái công cụ này Spot, chúng ta kích vào trong cái layer mà chúng ta muốn hiệu chỉnh lại. Đây là cái layer mask mà chúng ta đã tạo. Chúng ta sẽ chọn vào cái layer này và chúng ta sẽ xóa mụn cho nó. Các bạn thấy rất là hiệu quả. Chỉ cần kích vào những cái điểm mụn thì nó sẽ lập tức xóa cho chúng ta. Thì cái nguyên lý của nó là nó sẽ lấy những cái pixel gần bên để nó sẽ lắp vào cái pixel này để nó tạo cho chúng ta xóa cái mụn đi. Các bạn thấy nhanh chóng cho chúng ta. Okay, có thể xóa những cái nốt ruồi đi cũng được. Ok, sau khi đã xử lý xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bước kế tiếp.
Chúng ta sẽ mở một cái lọ bị bể lên thế này, chúng ta sẽ ghép để cho chúng ta có được một cái hình ảnh thế này. Bây giờ chúng ta mở cái lọ này lên. Chúng ta sẽ chọn lựa, chúng ta lấy một phần của cái phần mà bị bể như thế này. Thì chúng ta sẽ lựa chọn vòng tròn, các bạn có thể chọn là lasso tool hoặc là chúng ta chọn là polygon tool cũng được. Tôi sẽ chọn là lasso tool. Và tôi sẽ vẽ, tôi lấy một cái vùng bị bể như thế này. Ctrl C. Ở bên đây mà Ctrl V. Ok. Thì chúng ta có thể keo nhỏ lại bằng cách Ctrl T. Chúng ta keo nhỏ lại trên thế này. Kích chuột phải và chọn Leap Horizontal để chúng ta xoay ngược lại đối xứng qua thế này. Ok. Bây giờ chúng ta có thể keo nhỏ lại một xíu nữa. Làm sao chúng ta canh cho nó vừa. Keo nhỏ lại một chút xíu. Ta có thể xoay lên Ctrl T và chúng ta sẽ kích mở góc này, nó có một cái mũi tên là cái dấu xoay như thế này thì chúng ta xoay lên. Hãy keo lên lớn một chút xíu. Ok, tạm thời như thế này. Chúng ta sẽ xóa bỏ cái vùng chọn này. Thì chúng ta chọn trên cái layer này, chúng ta cũng làm tương tự với cái bước mà chúng ta lấy cái Smart Layer ở phía layer phía dưới. Thì các bạn cũng chọn cái vùng chọn, chọn là Selection Tool, ta cũng rê chuột, chúng ta lấy phần màu trắng này đi. Ví dụ thế này. Ta trừ ra một chút xíu ở đây. Chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần màu trắng thôi, như thế này. Và chúng ta sẽ có thể xử lý lại chút xíu. Làm nhỏ cái red ở lại thì bằng cách nhấn cái phím dấu móc. Như thế này. Lấy cho nó chính xác một phần. Để trừ ra một xíu. Ok. Ok. Như thế này. Thì chúng ta cũng sẽ chọn là Refine Add. Chúng ta xem, chúng ta kích vào OK. Thì các bạn có thể chỉnh sửa lại ở trong đây, ví dụ chúng ta tăng cái mode lên thì đường viền của nó sẽ hiệu chỉnh gọn gàng lại cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta sẽ hiệu chỉnh ngược lại, chúng ta không hiệu chỉnh lấy cái vùng trắng này. Thì các bạn có thể vào trong Output Tool và chúng ta chọn là Layer Mask, chúng ta sẽ tạo cho nó một cái Layer Mask. Kích vào OK. Thì các bạn thấy bây giờ chúng ta có một cái Layer Mask là của phần thằng màu trắng này được cắt ra. Tuy nhiên chúng ta không muốn lấy phần trắng này, chúng ta hiệu chỉnh, chúng ta muốn lấy cái lọ bị bể. Thì các bạn kích vào trong layer này, chúng ta nhấn phím tắt là Ctrl Y. Thì nó sẽ nghịch đảo lại, nó sẽ lựa chọn cái phần mà cái lọ bị bể cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta muốn xóa nó đi, thì các bạn có thể kích vào trong đây. Các bạn thấy, ở đây cái layer này hiển thị cái phần bị bể. Và bây giờ chúng ta muốn xóa cái phần này đi. Những cái phần mà chúng ta thấy được là những cái phần màu trắng. Bây giờ chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta sẽ để cái màu đen phía trên và chúng ta sẽ nhấn phím brush và chúng ta xóa. Không thấy. Ví dụ chúng ta xóa như thế này, muốn tăng lên thì chúng ta kích chuột phải và chọn size lớn lên. Các bạn chú ý là ở trên đây, nếu mà opacity chúng ta chọn 100%, low chọn 100% thì chúng ta xóa nó sẽ nhanh. Còn nếu các bạn chọn opacity nó thấp thì việc xóa chúng ta nó sẽ mờ dần. Như thế này. Ok, chúng ta hiệu chỉnh lại mu lên như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái phần viền. Các bạn thấy cái phần viền này nó còn hơi bị trắng thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại. Các bạn chọn vào trong cái layer này, kích double lên thì nó xuất hiện một cái bảng property cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ kích chọn là mask F thì các bạn thấy chúng ta có thể hiệu chỉnh được. Ví dụ giảm cái shift F lại, giảm lại để cho nó ăn vào bên trong, nó không có lộ cái viền màu trắng ra. Feather tăng lên chút xíu. Smooth. Contrast. Ok. Đó, như thế này. Kết vào OK. Đóng cái bảng này lại, kết bằng mũi tên. Bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cân chỉnh lại. Như thế này. Ok. Chúng ta sẽ lấy một cái phần bị bể
và chúng ta sẽ bỏ những cái phần đen này đi, chúng ta chỉ lấy cái phần giống như là cái đầu nó bị bể đi, thì chúng ta sẽ lấy cái phần bể này và chúng ta xóa bỏ cái phần màu đen này. Thì các bạn cũng làm tương tự, chúng ta sẽ chọn cái quick selection, nhấn W và chúng ta sẽ lựa chọn cái vùng này, cái vùng màu đen này. Các bạn thấy nó sẽ lựa chọn cái vùng màu đen cho chúng ta như thế này. Chúng ta có thể cộng thêm một chút xíu ở đây như thế này. Bây giờ chúng ta đang ở trên cái layer mask này, nếu các bạn sử dụng cái brush B là màu đen thì chúng ta sẽ xóa đi. Các bạn thấy chúng ta sẽ xóa đi. Bây giờ thay vì chúng ta sử dụng brush, chúng ta brush hết cái này thì nó hơi mất công, chúng ta undo lại. Thì các bạn có thể sử dụng để chúng ta fill một cái màu đen thì nó sẽ lộ ra cái layer của phía dưới cho chúng ta. Fill một cái màu đen, các bạn nhấn Ctrl Delete. Các bạn thấy, thì để fill một cái màu đen ở phía trên như thế này, chúng ta nhấn Ctrl Delete, nó sẽ xóa toàn bộ những cái phần layer của cái layer mask và nó sẽ làm lộ cái layer ở phía dưới cho chúng ta như thế này. Ok, còn những cái này chúng ta chỉ việc rớt ra thôi, B và chúng ta rớt, chúng ta xóa đi. Nhớ là cái màu đen nó phải nằm ở phía trên, thì việc chúng ta rớt nó sẽ xóa đi. Các bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa cái màu đen và màu trắng bằng cái phím X. Ok, như thế này. Chúng ta sẽ xử lý lại cái phần này sau. Thì các bạn thấy, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ xử lý. Các bạn thấy chúng ta sẽ bỏ cái phần đầu ở phía sau này, thì các bạn sẽ chọn cái layer mask ở cái đối tượng là anh chàng trai này. Chúng ta xử lý, chúng ta chọn layer mask thì chúng ta chỉ việc xóa nó thôi, quét và chúng ta xóa cái đầu phía sau để tạo như cái đầu nó bị bể như thế này. Các bạn thấy rất là nhanh chóng. Ok, chúng ta có thể hiệu chỉnh lại, chọn cái layer phía trên, chúng ta move lại chút xíu cho nó cân xứng, một chút xuống như thế này cũng được. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta brush, chúng ta xóa, xin lỗi, chúng ta phải chọn cái layer phía dưới và xóa cái phần đầu phía dưới như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý lại cái phần màu đen này, thì các bạn có thể chọn cái layer mask phía trên, chúng ta sẽ brush nó, nhưng mà chúng ta sẽ chọn con chỏ nó nhỏ thôi, cái chuột phải chúng ta giảm lại phần brush nó để cho nó giống như là nó không còn cái lằn màu đen này nữa. Các bạn có thể sử dụng opacity này chúng ta giảm lại để cho quá trình brush của nó sẽ brush nhạt hơn. Các bạn thấy để cái viền màu đen thì nó hơi không hợp lý lắm. Giảm lại một chút xíu màu đen thế này để chúng ta không thấy rõ cái viền màu đen của nó. Ok, ok, tương đối như thế này. Ở đây chúng ta cũng sẽ xóa cái phần của cái đối tượng của cái lọ đi. Chúng ta làm lộ cho nó cái tóc của nó như thế này. Ok, thì các bạn thấy việc mà chúng ta sử dụng layer mask rất là hiệu quả cho chúng ta. Bây giờ nếu các bạn muốn chỉnh sửa cho nó chi tiết hơn, chúng ta có thể xóa bỏ cái phần này cho chi tiết hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái độ bóng cho nó, áp một cái FX, chọn Group Shadow. Chúng ta sẽ tạo một cái độ bóng cho anh chàng này. Chúng ta sẽ tăng cái detail lên, tăng size lên cái này. Ok, chúng ta có được một tác phẩm như thế này. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.